Trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc hiện có 50.700 đối tượng hưởng trợ cấp an sinh xã hội mở tài khoản ngân hàng, đạt hơn 83%, đứng thứ 6 cả nước về tỷ lệ mở tài khoản và chi trả trợ cấp an sinh xã hội không dùng tiền mặt. Thực hiện chỉ thị số 21 của Thủ tướng Chính phủ về thúc đẩy chuyển đổi số trong chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban ngành, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động của cán bộ, người dân về chủ trương chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt, các quy trình, thủ tục mở tài khoản. Đồng thời, giao chỉ tiêu, tiến độ thực hiện vận động và hỗ trợ đối tượng hưởng trợ cấp an sinh xã hội thực hiện mở tài khoản và thanh toán qua tài khoản theo các huyện, thành phố. Sau tháng đầu năm 2024, tỉnh đã thực hiện chi trả trợ cấp qua tài khoản cho hơn 35.000 đối tượng với tổng số tiền hơn 42 tỷ đồng. Đạt hơn 57%. Một số huyện, thành phố đã thực hiện chi trả trợ cấp qua tài khoản đạt tỷ lệ cao như thành phố Phúc Yên và huyện Lập Thạch đạt hơn 83%, huyện Yên Lạc đạt 76%, huyện Tam Dương đạt 65%.